Đến thăm xứ Kamattha, Kamathan, đã sang nhiệm xứ Kamathan Sangha tiếp theo do Hòa Thượng Tuệ Siêu biên soạn và giảng dạy. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo, và chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo, và con cung kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, con xin phép được đọc bài. Môn học Thắng Pháp Tóc Yếu, bài 75, chương 9, Tóc Yếu Nghiệp Xứ Kamathana Sangha tiếp theo. Phần D, thức tịnh, Visuddhi là 7 giai đoạn thanh tịnh của hành trình giải thoát. Trong kinh Cạm Xe, Ratthakvini Tatsutta, Trung Bộ Kinh, bài số 24, 7 tịnh pháp, được thí dụ như 7 trạm xe. Nhà vua đi từ Sawatthi đến Saketa, chặng đường dài được bố trí bởi mỗi quãng đường có một trạm dừng chân để thay đổi xe và ngựa. Từ thành Sawatthi đến thành Saketa có 7 trạm, vua phải đi qua từng từ 7 trạm xe mới đến nơi. Cũng vậy, hành trình tu tập đến giải thoát, vị hành giả phải tuần tự thực hành 7 pháp tịnh là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến tịnh. Một, giới trí là sự thanh tịnh về giới hạnh, nghiêm trì giới luật, làm cho thân, khẩu, ý được trong sạch. Hành giả là vị tu sĩ, phải thực thi tứ thanh tịnh giới, biệt giải thoát thu thúc giới, lục căn thu thúc giới, tưởng mạng thanh tịnh giới, nhu yếu thọ dụng giới. Hành giả là cư sĩ, phải thực thi một trong bốn loại giới tại gia, ngũ giới, bát quan trai giới, thập giới, đệ bát giới, Achiwattamakkhasila. Khi hành giả có giới tịnh mới có an trú tâm bất hối, không nóng nảy và tiến hành tâm tịnh được. 2. Tâm tịnh, Chitta Visuddhi là an định nội tâm, tâm được vắng lặng năm triền cái, Niwarana có ba loại định tâm, Samadhi là kiên cố định, Appanna Samadhi, cận hành định, Upachara Samadhi và sát na định, Khanika Samadhi. Có hai hạng hành giả tu tiến quán nghiệp xứ, hạng Samatha Yaka chỉ thừa, hạng Vipassana Yanika là quán thừa. Hạng hành giả chỉ thừa Samatha Yanika là người có thiền chỉ làm phương tiện, tức là tu tiến thiền chỉ trước, đắc kiên cố định. Appanna Samadhi hoặc cận hành định Upachara Samadhi, rồi dùng định này làm phương tiện để tu tiến thiền quán.
Hạng hành giả quán thừa Vipassana, Vipassana Yanika, cũng gọi là hành giả quán khô Sukha Vipassaka. Hạng hành giả này không tu thiền chỉ mà nhiếp tâm chánh niệm vào đề mục minh sát, tập trung trên đối tượng quán và đề nén các triền cái, gọi là sát na khandika samadhi, lấy sát na định làm phương tiện tu tiến thiền quán. Vị hành giả tu quán này khô thiền, không có thiền chỉ làm phương tiện, nên gọi là quán khô sukha vipassaka. 3. Kiến tịnh. Niết thí visuddhi là sự thanh tịnh tri kiến, chánh kiến sanh khởi. Giai đoạn kiến tịnh là giai đoạn khởi lên tuệ phân định danh sắc namarupa parichedanyana. Hành giả có cái nhìn phân định đây là danh, đây là sắc, thấy danh sắc qua năm uẩn khanh thá, thấy danh sắc qua 12 xứ ayatana, thấy danh sắc qua 18 giới tha tú. Tuệ là chánh kiến về danh sắc, đó gọi là kiến tịnh. 4. Đoạn nghi tịnh. Kankha vitara na visuddhi là sự thanh tịnh của giờ, là sự thanh tịnh của trí tuệ, vượt sự hoài nghi tâm thế, phá tan hoài nghi quá khứ, phá tan hoài nghi hiện tại. Đoạn là giai đoạn khởi lên tuệ hiển dương danh sắc namarupa paccaya parigraha ñana. Hành giả nghiệm ra tứ thực ahara là duyên trợ sanh danh sắc, hoặc nghiệm ra căn, cảnh, thức và nghiệp là duyên trợ sanh danh sắc, hoặc nghiệm ra y tương sinh là duyên sanh ra danh sắc, hoặc nghiệm ra ba luân là duyên sanh ra danh sắc, vân vân. Chính nhờ trí nghiệm ra duyên sanh danh sắc mà hành giả dẹp tan các mối nghi hoặc, nên gọi là đoạn nghi tịnh. 5. Đạo phi đạo tri kiến tịnh. Magga magga ñana dassana visuddhi là sự thanh tịnh tri kiến do trí biết đạo magga và phi đạo amagga. Thế nào? Giai đoạn thanh tịnh này giả sanh khởi thẩm sát tuệ sammasana ñana và sanh diệt tuệ Udayabbaya ñana. Hành giả tùy quán ba tướng phổ thông đối với danh sắc ngũ uẩn, thấy danh sắc là vô thường anicca vì tính chất tạm bợ, diễn biến sanh rồi diệt, có rồi mất, thấy danh sắc là khổ vì tính chất biến hoại không ngừng, bức xúc bất toại, thấy danh sắc là vô ngã vì tính chất rỗng không vô quyền năng, đây gọi là thẩm sát tuệ. Sau khi tùy quán tâm tướng, hành giả thấy danh sắc rốt ráo chỉ là hiện tượng sanh diệt, từ hiện tượng sanh diệt của danh sắc mà có tính chất vô thường, khổ, vô ngã, nên hành giả tác ý đến sanh diệt thôi, đây gọi là sanh diệt tuệ. Chính trong giai đoạn này, 10 tùy phiền não sẽ quán hiện ra nơi hành giả, tùy phiền não quán Vipassana. Vipassanu Bakilesa là ánh sáng, tiệp tuệ, hoan hỷ, yên tịnh, an lạc, sát tính, cơ giọng, cường niệm, xả nhiên và khát vọng. Và do đó dễ bị vướng mắc ngộ nhận nếu hành giả giữ vững lập trường, không chú ý tới ánh sáng, vân vân, thì đạo vào sẽ phân ranh rõ ràng, nên giai đoạn này được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. 6. Hành lộ tri kiến tịnh. Patipada ñana dassana visuddhi là sự thanh tịnh tri kiến do hành trình tuệ quán tuần tự dẫn đến đích điểm. Cũng ví như một người đi vào thạch động để khám phá, sau khi đi qua các ngõ ngách, cuối cùng hiện ra một lối dẫn đi đến điểm sáng phía trước. Cũng vậy, cuối hành lộ tri kiến tịnh là điểm sáng giải thoát. Hành lộ tri kiến tịnh là giai đoạn sanh khởi chính thứ tuệ quán thuần tự, dũng lực sanh diệt tuệ. Bá lú, quá đá giáp bá giá nha ná, hoại tán tuệ, phan giá nha ná, kinh quý tuệ, phá giá nha ná, nguy hoại tuệ, adina quá nha ná, yếm ố tuệ, nít bí đa nha ná, dục thoát tuệ, môn trí
và thuận thứ tệ Anulomona. Anulomona nhà từ tuệ thẩm sát Sammasajnana. Sammasajnana đến tuệ thuận thứ Anulomana, tuệ quán Vipassana. Vipassana lấy tam tướng là cảnh, bảy tri kiến tịnh. Jnana Dasana Visuddhi là sự thanh tịnh tri kiến, giai đoạn cuối cùng của hành trình minh sát, đạt tới giải thoát quý mốc khá. Giai đoạn tri kiến tịnh có bốn tuệ là chuyển tập tuệ Gotrafu Jnana, đạo tuệ Magga Jnana, quả tuệ Phala Jnana và phản kháng tuệ Paccawekkhana Jnana. Đây đã đủ 16 tuệ. Chuyển tập tuệ Gotrafu Jnana là tuệ chấm dứt phàm chủng tánh, Uthuchana Gottang Abhibhujjati, để bước qua thánh chủng tánh Ariya Gotta. Chuyển tập tuệ lấy niết bàn làm cảnh, nhưng vẫn còn là tuệ hiệp thế, trí động lực, thiện dục giới, trong lộ đắc đạo, sát na chuẩn bị, sát na hành, sát na thuận thứ và sát na chuyển tập đồng một thứ tâm là tâm thiện dục giới hợp trí. Chuyển tập tuệ là giao điểm giữa phàm phu tánh và thánh tánh, dẫn xuất minh sát và dẫn nhập thánh đạo. Đạo tuệ Magga Jnana chính là sát na tâm đạo tiếp nối sát na chuyển tập trong lộ đắc đạo Magga Quy Trí, tuệ thánh đạo thuộc lãnh vực siêu thế Lokuttara Phu Mí, có bốn thứ đạo tuệ. Một sơ đạo tuệ Bhatta Magga Jnana là giữ lưu đạo hay Tu Đà Hoàn đạo Sutta Bhatti Magga, tầng thánh đạo thứ nhất Bhatta Magga. Thánh đạo này có mãnh lực tuyệt trừ ba kiết sự thấp là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, đồng thời tuyệt trừ tham dẫn đọa xứ Abhayaga, Mani, Yaraga, sân dẫn đọa xứ Abhayaga, Gamani, Yatap, Yabatikha. D. Vị đạo tuệ Duttiya Magga Jnana là thánh đạo thứ hai, tức là Nhất Lai đạo hay Tư Đà Hàm đạo. Sakadagami Magga, thánh đạo này có tác dụng làm suy yếu dục tham kiết sử, phẫn nộ kiết sử, đồng thời làm hoại chủng tử tái sanh cõi dục quá hai đời. C. Tam đạo tuệ Duttiya Magga Jnana là thánh đạo thứ ba, tức là Bất Lai đạo hay Anaham đạo Anagami Magga. Thánh đạo này có mãnh lực tuyệt trừ hai kiết sử đã muội lược là tham dục kiết sử và phẫn nộ kiết sử, đồng thời làm hoại chủng và đồng thời làm hoại chủng tử tái sanh dục giới. D. Tứ đạo tuệ Chatuttha Magga Jnana là thánh đạo thứ tư, đạo tột bậc, tức ứng cúng đạo hay A-la-hán đạo Arahatta Magga. Thánh đạo này tuyệt trừ năm thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, mạng, phóng dật và vô minh, đồng thời triệt tiêu chủng tử tái sanh luân hồi. Đạo tuệ khởi lên trong lộ đắc đạo chỉ một sắc na sơ đạo thì sanh tiếp nối sắc na chuyển tập Gotrafu, sắc na nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì sanh tiếp nối sắc na khiết hóa Vodana. Tâm Vodana thay thế tâm Gotrafu, thay vì là tâm chuyển tập chuyển hóa từ phàm chủng tánh sang thánh chủng tánh thì đắc ba đạo cao, tâm nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, tiếp nối tâm khiết hóa tinh khiết hơn từ thánh tấp, từ thánh tánh thấp lên thánh tánh cao. Khi sắc na tâm đạo diệt trợ liên tiếp sắc na tâm quả siêu thế sanh khởi, gọi là quả tệ. Quả tuệ, phá lá nha ná, chính là sắc na tâm quả siêu thế sanh tiếp nối tâm đạo trong lộ đắc đạo. Mắt giáo quy trí, quả tuệ cũng thuộc lãnh vực siêu thế Lokuttara Phu Mí.
có bốn thứ quả tị: a, sơ quả tuệ, Bhatthamaphala Ñana là thánh quả thứ nhất, tức là dự lưu hay quả tu đà quần quả, Sotapatthi, sơ quả tuệ sanh khởi, tiếp nối sơ đạo trong lộ đắc sơ đạo, sơ quả tuệ khởi lên hai hay ba sát na. Khi đắc sơ đạo, hành giả được gọi là người đạo dự lưu. Sotapatthi Magga Buddhala, và khi tâm sơ quả khởi lên, vị ấy trở thành bậc thánh quả dự lưu Sotapatthi Phala Buddhala. Sơ đạo tuệ cắt đứt ba hạ phần kiết sử, sơ quả tuệ lắng yên nên ba kiết sử ấy. B. Nhị quả tuệ, Duttiya Phala Ñana là thánh quả thứ hai, tức là nhất lai hay tu đa hàm quả, Sakada Pami Phala. Nhị quả tuệ sanh khởi tiếp nối nhị đạo tuệ trong lộ đắc đạo, trong lộ đắc nhị đạo. Nhị quả tuệ khởi lên hai hay ba sát na, khi đắc nhị đạo gọi là Sakada Gami Magga Buddhala, và khi tâm nhị quả khởi lên gọi là người quả nhất lai Sakada Phala Buddhala. Nhị quả tuệ tạm lắng yên dục ái và phẫn nộ, hai kiết sử mà nhị đạo tuệ đã làm suy yếu. C. Tam quả tuệ, Tatiya Phala Ñana là thánh quả thứ ba, tức là bất lai quả hay Anaham quả, Anagami Phala. Tam quả tuệ sanh khởi tiếp nối tam đạo tuệ trong lộ đắc tam đạo. Tam quả tuệ khởi lên hai hay ba sát na, khi đắc tam đạo gọi là người đạo bất lai Anagami Magga Buddhala, và khi tâm tam quả khởi lên gọi là quả bất lai Anagami Phala Buddhala. Tam quả tuệ lắng yên dục ái và phẫn nộ, hai kiết sử mà tam đạo tuệ đã cắt đứt. D. Tứ quả tuệ, Chatuttha Phá Lá Nha Ná là thánh quả thứ tư, tức là ứng cúng quả hay A-la-hán quả, Arahatta Phá Lá. Tứ quả tuệ sanh khởi tiếp nối tứ đạo tuệ trong lộ đắc tứ đạo. Tứ quả tuệ khởi lên hai hay ba sát na, khi đắc tứ đạo gọi là người đạo ứng cúng Arahatta Magga Buddhala, và khi tâm tứ quả khởi lên gọi là người quả ứng cúng Arahatta Phala Buddhala. Tứ quả tuệ lắng yên sắc ái, vô sắc ái, mạn, phóng dật và vô minh là năm thượng phần kiết sử mà tứ đạo tuệ đã cắt đứt. Cũng nên biết rằng đạo tuệ Magga Ñana là đoạn tận trí khá dê nha năng, bởi cắt đứt phiền não ký lê xá sống út chê đá ná. Quả tuệ Phá La Nha Ná là vô sanh trí út ba đê na năng, bởi lắng yên phiền não ký lê xá bát xăm phá ná. Bây giờ nói đến phản kháng tuệ Bát Chá Quýt Khá Ná Nha Ná. Phản kháng tuệ là tuệ thứ 16 và được kể là tuệ thuộc tri kiến tịnh. Hành giả sau khi chứng đạo tuệ và quả tuệ liền quán xét lại những gì mình đã chứng và những gì mình đã đoạn trừ. Tuệ quán xét ấy gọi là phản kháng tuệ Bát Chá Quýt Khá Ná Nha Ná. Phản kháng tuệ khởi lên trong lộ tâm ý môn, thông thường với tại sát na động lực, thiện dục giới hợp trí, và lộ tâm làm việc phản kháng ấy sẽ diễn ra vô số luận tâm. Sau lộ đắc đạo mắt giáo nguy trí và lộ nhập thiền quả Phá Lá Samta Vách Tí Quy Trí, thường diễn ra lộ phản kháng. Các bậc thánh hữu học có năm tuệ phản kháng là phản kháng đạo tuệ đã chứng, Mắt Giá Bát Chá Quýt Khá Ná, phản kháng quả tuệ đã đắc, Phá Lá Bát Chá Quýt Khá Ná, phản kháng Niết Bàn đã thể nhập, Niết Ba Ná Bát Chá Quýt Khá Ná, phản kháng phiền não đã trừ, Ba Hy Ná Ký Lê Xá Bát Chá Quýt Khá Ná, và phản kháng phiền não còn dư sót, A Quá Xít Thá Ký Lê Xá Bát Chá Quýt Khá Ná. Hai tuệ phản kháng được nào? Hai tuệ phản kháng phiền não có thể có
và có thể không đối với các bậc thánh hữu học. Bậc thánh vô học A-la-hán có bốn tuệ phản kháng là phản kháng đạo tuệ đã chứng, phản kháng quả tuệ đã đắc, phản kháng niết bàn đã thể nhập và phản kháng phiền não đã trừ. Tóm lại, tri kiến tịnh là giai đoạn tịnh pháp cuối cùng trong thất tịnh, được kể là có bốn tuệ: tuệ, quả tuệ và phản kháng tuệ. Thật ra đạo tuệ và quả tuệ mới là chính trong tri kiến tịnh, vì đó là hai tuệ siêu thế, còn chuyển tập tuệ và phản kháng tuệ là hai tuệ hiệp thế. Nhưng chuyển tập tuệ vì bắt cảnh niết bàn nên cũng được kể là tri kiến tịnh. Phản kháng tuệ sanh nơi cơ tánh của bậc thánh nên cũng được kể là tri kiến tịnh. E, bốn hàng thánh nhân. Ariya Bục Gia La, trong giáo pháp này, người diệt trừ được phiền não, đắc đạo quả siêu thế, giác ngộ niết bàn, gọi là thánh nhân Ariya Bục Gia La. Có bốn hàng thánh nhân: thánh Dự Lưu Sotapanna Bục Gia La, thánh Nhất Lai Sakadayami Bục Gia La, thánh Bất Lai Anayami Bục Gia La và thánh A-la-hán Arahata Bục Gia La. Thánh Dự Lưu Sotapanna Bục Gia La là người chứng được tâm đạo Dự Lưu Sotapatti Mắt Giá Chiết Tá hay Sơ Đạo Bá Thá Má Mắt Giá Chiết Tá và chứng được tâm quả Dự Lưu Sotapatti Pa La Chiết Tá hay Sơ Quả Bá Thá Má Pa La Chiết Tá. Kể từ sát na sơ quả trở đi gọi là thánh Dự Lưu hay thánh Tu Đà Hoàn Sotapanna. Được gọi là thánh Dự Lưu vì vị ấy đã nhập vào dòng chảy dẫn đến niết bàn, dòng chảy Sota là bát thánh đạo. Bậc Dự Lưu đã đoạn tận hai phiền não nghiêm trọng, đó là tà kiến, là thân kiến và giới cấm thủ và hoài nghi. Vị ấy cũng đoạn trừ những đặc tính thô của những phiền não còn lại, là những đặc tính mà có thể dẫn xuống cõi khổ. Do đó, bậc thánh Dự Lưu nhất định không sanh vào cõi khổ nữa. Bậc Dự Lưu có niềm tin bất động với Phật, Buddha, Pháp, Dhamma, Tăng, Sangha. Vị ấy tuân thủ kiên định năm giới và không vi phạm bất cứ điều nào trong 10 bất thiện nghiệp đạo, Akusala Kamma, Ba Thá, bốn tâm tham căn tương ưng tà kiến và tâm si căn tư ưng hoài nghi không sanh khởi nơi vị ấy nữa. Thánh Dự Lưu có ba hạng: a, hạng Dự Lưu còn bảy lần tái sanh, sắc tắc kháp tú bá rá maso ta ban má; b, hạng Dự Lưu còn tái sanh hai ba đời, cô lăng cô lasso ta ban má; c, hạng Dự Lưu chỉ một kiếp này hoặc sanh một lần nữa rồi niết bàn, ekabichi sotapanna. 2. Thánh Nhất Lai Sakadagami Bút Lá Lá là người chứng được tâm đạo Nhất Lai Sakadagami Mắt Giá Chiết Tá hay Nhị Đạo Bút Giá Mắt Giá Chiết Tá và chứng được tâm quả Nhất Lai Sakadagami Phá Lá Chiết Tá hay tâm nhị quả Bút Giá Phá Lá Chiết Tá. Kể từ sát na nhị quả trở đi gọi là thánh Nhất Lai hay thánh Tu Đà Hàm Sakadagami. Được gọi là thánh Nhất Lai vì vị ấy nếu còn sanh lại cõi dục thì chỉ một lần thôi chắc chắn sẽ chứng A-la-hán trong kiếp sống ấy. Bậc Nhất Lai thanh tịnh hơn bậc Dự Lưu, dù rằng chưa đoạn tuyệt bảy kiếp sử cũng giống như bậc Dự Lưu, nhưng dục ái triền và phẫn nộ triền bậc Nhất Lai đã làm suy yếu, nhẹ đi tánh ái, sân và si so với bậc Dự Lưu. Bậc Dự Lưu Sotapanna tu tiến pháp quán Vipassana, thêm nữa thì sẽ đạt đến đạo quả Nhất Lai. Bốn hạng thánh Nhất Lai: a, hạng Nhất Lai đắc ở cõi này rồi viên tịch ở cõi này, Ý Thá Bát Toa Ý Thá Bari Nipa Di; b,
Hạt lai đắc ở cõi này, rồi sanh ở cõi khác, viên tịch ở đấy. Ý thá bát toa, tất thá bá rí ni pa di. C. Hạng nhất lai đắc ở cõi khác, rồi viên tịch ở cõi đấy. Tất thá bát toa, tất thá bá rí ni pa di. D. Hạng nhất lai đắc ở cõi khác, và ở cõi này, rồi viên tịch ở đây. Tất thá bát toa, ý thá bá rí ni pa di. Ba. Thánh bất lai, anagami bút gia lá. Bậc nhất lai tu tiến pháp quán thêm nữa sẽ chứng đạt đến thánh bất lai. Thánh bất lai là người chứng được tâm đạo bất lai, anagami mắt giá chít tá hay tam đạo tất tí giá mắt giá chít tá, và chứng được tâm quả bất lai, anagami phá lá chít tá hay tâm tam quả tất tí giá phá lá chít tá. Kể từ sát na tam quả trở đi gọi là thánh bất lai hay anaham anagami. Được gọi là thánh bất lai vì vị ấy không còn sanh lại cõi dục giới nữa. Nếu trong đời này chưa chứng A-la-hán, vị ấy sẽ sanh vào cõi phạm thiên, nhất là cõi tịnh cư, Sutta-wa-sa, và chắc chắn sẽ niết bàn tại đấy. Bậc thánh nhất lai hoàn toàn đoạn tận hai kiết sử là dục ái, Kamaraga, Sanyo-chana, và phẫn nộ bát tí khá sang vô chá ná. Một vị Anaham sẽ không còn lòng ham muốn lạc thú cảnh trần và không có sự tức giận, âu lo, sợ hãi hay thọ u nào. Tâm của vị ấy an tịnh, nếu đã chứng thiền sắc và vô sắc, vị ấy cũng có thể nhập thiền diệt Nirodha Sammapatti, tức là diệt thọ tưởng định. Quê đá dí Tassanya Nirodha Sammapatti, làm ngừng sự hoạt động của tâm pháp. Năm hạng thánh bất lai. A. Hạng bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh khoảng giữa đời thì đắc A-la-hán, gọi là trung thọ viên tịch. Antara Parinibbāyi. D. Hạng bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư đến quá nửa đời sắp chết mới đắc A-la-hán, gọi là mãn thọ viên tịch. Ubahat Chápá Rít Níp Ba Di. C. Hạng bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư không cần gắng sức cũng dễ dàng đắc A-la-hán, gọi là vô trợ viên tịch. Asankhara Bari Níp Ba Di. D. Hạng bất lai sanh lên cõi nào trong năm cõi tịnh cư phải gắng sức mới đắc A-la-hán, gọi là hỗ trợ viên tịch. Sasankhara Bari Níp Ba Di. E. Hạng bất lai sanh lên cõi tịnh cư từ cõi vô phiền thiên sanh tiếp cõi vô nhiệt thiên, rồi tiếp thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, tới cuối cùng đến sắc cứu cánh thiên mới đắc A La Hán, gọi là thượng lưu sắc cứu cánh. Uttansota Kanithagami. 4. Thánh A La Hán Arahant. Bậc bất lai tiếp tục phát triển pháp quán sẽ chứng đạt A La Hán. Thánh A-la-hán là người chứng được tâm đạo A-la-hán, Arahatta Maggiacitta hay tâm tứ đạo, Chattuttha Maggiacitta, và chứng được tâm quả A-la-hán, Arahatta Phalacitta hay tâm tứ quả, Chattuttha Phalacitta. Kể từ sát na tứ quả trở đi gọi là thánh A-la-hán Arahant. Vị A-la-hán làm trời người kính lễ và cúng dường để cụ thắng, nên cũng gọi A-la-hán lớn. Vị A-la-hán là bậc đã phá vỡ bánh xe sanh tử luân hồi, không còn tái sanh nữa, nên cũng gọi vị A-la-hán là bậc vô sanh. Vị A-la-hán là bậc vô học, A-se-khô, vì không cần trải qua bất cứ sự tu tập nào nữa. Một vị đã quăng bỏ gánh nặng, việc nên làm đã làm xong, bậc dự lưu, Sotapanna, bậc nhất lai Sakadagami và bậc bất lai Anagami, còn là bậc hữu học Seko vì còn phải tu tập thêm. Vị A-la-hán là bậc hoàn toàn thanh tịnh vì đã đoạn trừ tất cả phiền não, kilesa, mọi kiết sử, sanyo-chana đã cắt đứt. Vị ấy không có tâm bất thiện, akusala-chitta, kể các tâm thiện cũng không, tâm sanh, chitubba-đá,
của bậc A-la-hán chỉ là tâm tố hay tâm di tá, kriya chitta, có 6 hạng A-la-hán. A. Hạng A-la-hán tính giải thoát, sattha vimutto, đây là bậc A-la-hán không có thiền, chỉ nhờ tu quán có tính quyền mạnh mà đạt được giải thoát đoạn tận khổ. B. Hạng A-la-hán tuệ giải thoát, Banya Vimutto, đây là bậc A-la-hán cũng không có thiền, nhờ tu quán có tuệ quyền mạnh mà đạt được giải thoát đoạn tận khổ. C. Hạng A-la-hán câu phần giải thoát, Uphato Pha Giáo Vimutto, là bậc A-la-hán có chứng thiền định trước mới đắc quả giải thoát sau, cũng gọi là bậc A-la-hán tâm giải thoát, Cheto Vimutto. D. Hạng A-la-hán tâm minh, Te Vichu, là vị A-la-hán đắc đạo quả hữu thiền, chứng ba minh là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. E. Hạng A-la-hán lục thông, Chalapinyo, là vị A-la-hán đắc đạo quả hữu thiền, chứng được 6 thông là biến hóa thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thi nhãn thông và lậu tận thông. F. Hạng A-la-hán tứ đạt thông, Patisamphida, Bhavadabhato, là vị A-la-hán vừa khi chứng đạo quả A-la-hán, đồng thời đắc bốn tuệ phân tích là pháp đạt thông, nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và biện tài đạt thông. Giúp phần tác yếu nhịp xứ, kết thúc giáo trình thắng pháp tạm yếu. Thắng pháp tác yếu, biên soạn giáo trình, tỳ kheo tuệ. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề gặm nánh, nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, phiền kết buộc sân tham còn nhiều, nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đoàn tiết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bí thuyết giảng bài học hôm nay đến cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng ạ. Anh Đồng Bồ Bích Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Bình Hạnh cùng Chư Tôn Đức Trùng Trùng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phần cuối của trường Tóc Yếu Kiệp Xứ, và xem như là chúng ta kết thúc cái giáo trình Tóc Yếu ở Tỳ Đà do chúng tôi biên soạn và giảng giải với 75 bài. Trong phần cuối này, sau khi chúng ta đã học về tác yếu nghiệp, chỉ nghiệp xứ và quán nghiệp xứ, thì cái phần quán nghiệp xứ chúng ta đã trải qua những cái tiết mục danh sách về đề mục tu quán, rồi tùy quán tâm tướng, rồi mười tuệ quán. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần thất tịnh và bốn hạng thánh nhân. Bài đọc thì dạ thưa quý vị,
Nhưng mà sự thực ra thì chúng ta chỉ học có hai phần, tức là phần thức tỉnh và bốn hạng thánh nhân mà thôi. Chúng ta đóng tổng quát như vậy đó, thì chúng ta sẽ nhớ được bài học cho dễ. Thì khi mà đề cập đến thất tịnh, thì chúng ta liên tưởng đến cái thí dụ về bảy trận xe mà tôn giả Bùn Tên Niệm Bồ Tát đã trả lời câu hỏi của tôn giả Sariputta về cái mục đích cơ tính của đời sống phàm hạnh. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng muốn đạt đến cứu cánh của đời sống phong hạnh thì chúng ta phải qua bảy cái pháp tịnh. Dùng cứu cánh của đời sống phong hạnh tức là đạo quả niết bàn. Đó thuộc về tri kiến tịnh. Và đã đắc sanh vi xuất thi. Nhưng mà không thể bỏ qua những cái nước đi khác. Giống như chúng ta đi một đoạn đường dài, cái mục tiêu chúng ta là đi đến thành phố ấy, và con đường đi này chúng ta phải trải qua nhiều cái thành phố. Trên đường đi chúng ta phải đi qua nhiều, qua tới 6 cái thành phố, đến thành phố thứ 7 thì mới là cái mục tiêu mà chúng ta muốn đi đến. Nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng là như vậy thì chỉ từ chỗ này đi đến thành phố đó được rồi, khỏi trải qua thành phố, qua 6 thành phố kia. Thì cái trường hợp này đó, lấy một cái thí dụ của cổ điển, tức là thí dụ về bảy trận xe mà vị vua ngày xưa đó, đi không phải đi bằng cái phương tiện hàng không như chúng ta bây giờ. Chúng ta chỉ cần mua vé bay đến thành phố nào thì chúng ta chỉ cần bay đến thành phố đó, không nghĩ như vậy. Ngày xưa thì không có hàng không mà phải đi bằng xe ngựa hay là xe bò. Nói chung là đi chiếc xe mà có con vật kéo, đi một chặng đường dài phải trải qua nhiều nơi, thì cứ khoảng chừng 5-10 giờ tuần thì người ta phải đổi ngựa vì một con ngựa nó có thể đi một chặng đường 5-10 giờ tuần thôi nó mệt lắm rồi, đi nữa thì nó sẽ chết. Do đó người ta cứ đến trạm xe này rồi nhờ cái trạm xe thứ nhất mới đi đến trạm xe thứ hai,
Giờ cái trạm xe thứ hai, đó phương tiện di chuyển thì mới đến tận trạm xe thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là cuối cùng. Chúng ta phải hiểu cái thức tỉnh là như vậy. Thì ở đây để cái pháp tịnh này nó bao gồm, chúng ta nói ở tổng quát tức là tam học, tức là giới, định và tuệ. Giới là nền tảng để tu tiến, nền tảng để tu tiến tuệ mới đạt được cái sự giải thoát. Nhưng mà kể thành pháp tịnh đó thì giới ở đây gọi là sila, quy số thí thì giới tịnh. Bất cứ hành giả tu tập nào cũng phải giữ giới. Nếu hành giả là một cái vị xuất gia, một vị tỳ kheo thì phải thực thi tứ thanh tịnh giới. Một là Patimokkha Samvarasila là biệt giải thoát thu thúc giới. Thứ hai Indriya Samvarasila là lực căn thu thúc giới. Và thứ ba gọi là Achiva Prisuttisila dưỡng mạng thanh tịnh giới. Quý vị sửa dùm, mà thôi khỏi sửa, đã đọc rồi khỏi sửa. Chúng ta ở trong bài chúng ta để tưởng mạng thanh tịnh giới thì quý vị, nếu như bài này để lưu lại thì quý vị sửa dùm chữ dưỡng mạng, chứ dưỡng là nuôi, dưỡng mạng là nuôi mạng, chứ không phải tưởng mạng. Rồi nhu yếu thọ dụng giới, Pratyaya Sannisitasila. Rồi thông thường thì ở trong các cái sách của các vị khác thì nói cho dễ hơn là quán tưởng thanh tịnh giới, nhưng mà chúng tôi không có, chúng ta không có thể xài như vậy được, là bởi vì cái từ Pali là Pachaya Sannisita. Pachaya ở đây là tứ vật dụng hay là du yếu, Sita là dựa vào hay là thọ dụng. Thì đương nhiên là khi thọ dụng bốn cái du yếu của cuộc sống là y phục, vật thực, sàn tọa và thuốc trị bệnh, đương nhiên là phải quán tưởng. Nhưng mà không thể nào mà nói rằng là quán tưởng thanh tịnh giới. Làm như vậy người ta sẽ hiểu sai cái tiếng Pali là Pachawekana, nghĩa là quán tưởng. Cho nên ở đây đó, chúng tôi xài khác hơn chút xíu là bởi vì sau này chúng ta học Pali là chúng ta rất cần cái chính xác. Rồi nếu mà hành giả cư sĩ thì phải thực hành một trong bốn loại giới của tại gia. Giới tại gia đó thì năm giới người cư sĩ chúng ta biết rồi, ngũ giới đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi bát quan trai giới thì chúng ta thường thọ trì bát quan trai giới những cái ngày mùng 8 rằm 23-30 thì chúng ta đã biết tám giới đó rồi. Người cư sĩ cũng vẫn có thể giữ được thập giới là 10 giới của vị sa di, giống như vị sa di vậy. Trong đó cái giới thứ bảy
tách đôi ra. Thay vì cái giới thứ bảy của Bát Quan Thế Giới đó, thì là Nachigitawa Ditawisukadasana Malagatule Panatharanaman Danawifusatathana Viramani Sikhavadansamariyami. Thì ở trong thập giới của vị Sa Di là giới thứ bảy, là Nachigitawa Ditawisukadasana, lấy tới đó thôi, Viramani Sikhavadansamariyami. Ở giới thứ 8 thì mới là Ma La Gan Thu Le Panatharan Mandana Vipu Satthana Viramani Sikha Padang Samadhi Yami. Ở giới thứ 9 thì Uccha Sayanam Aha Sayana Viramani Sikha Padang Samadhi Yami. Rồi cái giới thứ 10 đó thì Chaturu Parachatapa Thikahana Viramani Sikha Padang Samadhi Yami. Bởi vì vị hành giả cư sĩ khi mà hành thiền, nhất là ở trong trung tâm thiền, trong một cái trường thiền, thì ở đó chỉ có hành thiền mà không có cần phải sử dụng tiền bạc mua sắm, cho nên không có thọ dụng vàng bạc là cái gì. Thành thử ra bị cái quy của trường thiền là cho người cư sĩ ở trong đó, hành giả là người cư sĩ mặc dù nhưng cũng phải giữ cái giới đó, gọi là thập giới. Bây giờ thì chúng ta nói đến cuộc mạng đệ bát giới. Thế nào là cuộc mạng đệ bát giới? Gọi là Ajivatthamaka Sila. Ajivatthamaka Sila, chữ Ajivá là nuôi mạng, Atthamaka tức là giới thứ 8. Giới thứ 8 là cái giới nuôi mạng. Có nghĩa bảy giới đó có nghĩa là bốn giới đầu nó thuộc về thân hành, là thiên sắc sanh, thiên trần cấp, thiên tài dâm. Bốn nữa là kia nó khi nói đâm thọc, khi nói độc ác, khi nói vô ích, khi nói nhậm nhí. Thì từ cái chỗ mà nó chia rẽ, nó độc ác, nó nhậm nhí, ba cái giới đó ở trong ngũ giới không có, Bát Quan Thế Giới không có, thập giới không có. Cho nên cuộc mạng để bát giới thì rất lạ lắm thưa quý vị, là thêm ba giới thuộc về thân hành, bốn giới thuộc về khẩu hành là bảy, rồi cái giới thứ 8 đó gọi là quả mạng, là giới nuôi mạng thanh tịnh. Thì tám giới này, bát giới này, bát giới mà quật mạng có giới nuôi mạng thứ 8 đó, thì thường các vị đạo sĩ thời xưa, các vị chân nhân, các vị tu hành thời xưa đó, là người ta trong rừng người ta tu tập, người ta cũng giữ tám giới đó. Giữa tám giới đó được gọi là chân chánh. Cho nên ở đây khi mà nghe nói đến quật mạng địa bát giới phải giải thích thêm, chứ để thôi Phật tử chúng ta không hiểu gì rồi quý vị ta mắc nữa. Ở đây sẽ dĩ trong Tám yếu ở thì đàm không, mà chúng tôi nói tóm tắt á, là tại vì ở trong tứ, ở trong thanh tịnh đạo yếu lược thì chúng tôi đã có trình bày rồi. Chúng tôi đã có trình bày rồi, cho nên ở đây chỉ nêu lên hành giả cư sĩ và thực thi một trong bốn loại giới tại gia, là ngũ giới, Bát Quan Thế Giới, thập giới, quật mạng thì bát giới vậy thôi. Nếu mà quý vị không nhớ thì quý vị có tiền có thể tìm lại cái phần giới tịnh trong tứ thanh tịnh giới, ở trong thanh tịnh đạo, trong thanh tịnh đạo yếu lược quý vị sẽ gặp. Cái việc mà giữ giới trước khi tu thiền đó thì thưa quý vị, cái này rất là cần thiết, là bởi vì hành giả
mà có giới tịnh thì mới an trú cái tâm bất hối không nóng nảy và tiến hành thiền thiền định được. Thứ hai là tâm tịnh chính tâm của xuất thiết, gọi là tâm tịnh là bởi vì cái giai đoạn này được gọi là tu tập a thi chích tá, là tu thượng chúng mình, là sự an định ở tâm để được tâm được phấn lặng năm triệu cái đi vào hành nát, là thương dục hay là dục dục sân sân độc cái hôn thủy cái cạo hổ cái rồi còn như cái tu tập tinh tịnh là để được an tịnh, để vắng lặng lên trình cái đó. Và nói rằng tu tập tâm tịnh đó thì mới tiến hành cái tuệ, tu tập tuệ được, tu tập tâm chính thức Phavana mới tiến hành cái tu tập tuệ nhà Phavana. Nhưng mà tu tập tâm tịnh ở đây đó, chúng ta nhớ là có ba cái loại định samadhi. Một là kiên cố định apana samadhi, là chỉ cho các cái tâm thiền chứng sắc giới vô sắc giới, là cận định upacara samadhi. Ở đây là cũng là không phải định ở trong cái tâm thiền chứng, mà là định ở trong cái tâm thiền dục giới, đến cái mức độ được vững chắc. Nên thường kề với cái thiền cố định thì vị hành giả mà tu tập trước khi mà đạt đến cái an chỉ định hay kiên cố định đó, thì vị đó đạt đến cái mức độ gọi là có nghĩa là có khỉ là phát sanh, có vị trí phát sanh, hay gọi là tự tướng có chi phà cá niệm bất tá. Đến cái mức độ đó thì gọi là cận định. Thông thường thì gọi là sát na định kanika samadhi. Khi mà có cái sự chú tâm theo dõi khích khao một cái đề tài nào thì gọi là sát na định. Thí dụ như một người mà tu tập mà quán niệm 32 thể trượt, cái tâm cứ miên man suy nghĩ đến cái thể trượt của thân, tóc lông bóng răng da, da răng bóng lông tóc, tóc lông bóng răng da, da răng bóng lông tóc, thì khi mà chú tâm như vậy đó thì gọi là sát na định. Cái này không phải là cận định, không phải là an chỉ định, mà là sát na định. Cái sát na định nó cũng cần thiết lắm thưa quý vị, bởi vì khi mà một vị hành giả hành thiền, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải đạt đến cái upacara samadhi hay là apana samadhi, bởi vì muốn đạt đến cái đó thì chúng ta phải tu thiền chỉ Samatha Pavana đến cái mức độ gọi là thuần thục, đắc được thiền đó rồi mới bỏ đi một đó, đó. Nhưng mà lấy cái tâm định thôi rồi mới chuyển sang cái thiền quán. Nhưng mà với vị không có duyên đắc định đó, người ta chỉ cần chú tâm, thí dụ như
lắng tai nghe Đức Phật thuyết pháp, từng câu từng lời từng ý nghĩa chú tâm vào cái ý nghĩa đó để hiểu, chúng ta vẫn có thể đắc đạo quả được, cái xác đại định nó vẫn đạo quả được trên thường. Cho nên cái tinh tịnh thế cho người xuất hiện đây thì các ngài giải thích cho biết đó chính là ba lời định này. Nếu mà vị nào mà lấy sắc nơi định hay cần định, định thần mà nền tảng tu tuệ sanh khởi cho tuệ quá sanh khởi, thì khi mà đắc được đạo quả thì vị đó gọi là xuất khắc vipassaka, xuất khắc vipassaka. Hay gọi là vipassana janika là quán thừa, lấy cái, chỉ lấy cái phương tiện đó thôi. Còn nếu mà vị nào mà đắc được appana samadhi là kỳ cố định hay là an chỉ định, tức là thiền chánh sắc giới vô sắc giới, thì khi đắc đạo quả thì vị hành giả đó được gọi là vị hành giả thuộc về cái hạng samatha janika là chỉ thừa, là lấy cái định trong thiền chỉ để làm cái nền. Cho nên cái phần tâm tịnh ở đây thì quý vị chú ý ở chỗ là hễ mà chúng ta chuyên tu về cái thiền quán minh sát á, chúng ta không cần phải tu tập thiền chỉ cũng được, không sao cả. Nhưng mà chúng ta nhớ làm sao phải có được khanika samadhi để sát na định, tức là tâm, tức là ekakata ở trong cái tâm đại thiện hay tâm thiện dục giới mạnh lên, thì lúc bây giờ có thể đắc được đạo quả. Ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp mà tâm lơ đễnh phóng dật thì như vậy không thể đắc đạo quả được. Mà chú tâm, mặc dù cái sự chú tâm đó nó còn có nghĩa là nó chưa có trú yên một cảnh địa ngục, nhưng mà nó còn gắn bó ở trong cái tâm cái thiện pháp, nó gắn bó, cái sự gắn bó đó cũng có thể dễ dàng giúp cho đắc đạo quả được, không sao cả. Tùy theo duyên của mỗi người, chúng ta tu tập tùy theo duyên, chúng ta muốn tu tập cách nào cũng được. Bây giờ ở đó mà chúng ta cứ phải theo cái quy để trình tự có trước có sau mà chúng ta không hiểu được thì coi chừng chúng ta bị mất thời gian mà nó không có đạt được cái hiệu quả. Rồi thế nào cũng được, miễn làm sao mà kiểu nào làm sao để mà làm cho tuệ quán sanh khởi được thì chúng ta quyết định. Có những hành giả trong đời quá khứ họ cái thuần, họ đã có cái thường cận y duyên, từng đắc thiền, từng sinh về cõi phẩm thiên rồi, khi họ sanh xuống thì khi mà họ gặp Phật pháp họ muốn tu thiền quán minh sát thì họ tu thiền chỉ trước, vì họ quen, họ quen theo cái ngõ đó rồi chúng ta khỏi. Nhiều khi thưa quý vị, từ ở ngoài cửa chúng ta phải đi dòng theo một cái con đường mà người ta lót gạch trải thảm rồi mới đi vào cửa chính của cái ngôi đền.
Nhưng mà có những trường hợp chúng ta đi tắt, thí dụ như chúng ta không còn muốn đi đường, không muốn đi vòng vo như vậy, mà chúng ta đi ngang qua một cái con đường mòn, một cái thảm cỏ, rồi chúng ta bước lên cái bậc thềm cũng được, vậy chúng ta cũng vào trong cái ngôi đền được, vẫn nhìn vào trong ngôi đền được, không sao cả. Thì ở đây giai đoạn thứ hai là giai đoạn tinh tịnh, miễn làm sao cái tâm có cái sự an trú là được rồi. Mà an trú đến mức độ vừa phải hay là mức độ tương đối là kiên cố, hay là mức độ kiên cố, cái nào cũng được. Rồi bây giờ sau khi giới tịnh tâm tịnh, hành giả đã thành tựu được giới tịnh tâm tịnh, là hai bước cũng rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đạt đến cái bước thứ ba, tức là bước qua hồn tuệ. Hồn tuệ này thì nó đến năm giai đoạn, chúng ta gọi là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo chi, hành lộ tịnh và cái hồn tuệ. Thì nó chia ra là năm tịnh, cũng rất là dễ hiểu thưa quý vị. Dễ hiểu ở chỗ là hành giả muốn phát sinh lên tuệ quán minh sát thật sự, thì cái tuệ đầu tiên phải là kiến tịnh, là phải tri kiến cho nó trong sạch. Chứ mà chơi vào cái tà kiến hiểu lầm, lý do phải cho quấy dùng cho trước đó có giữ giới, có hành thiền tốt, nhưng mà cái tri kiến nó không được tốt đó, thì như vậy nó cũng đứng cái tuệ quán. Thì cái kiến tịnh này là cái giai đoạn mà khởi lên có tuệ, phân định danh sắc tuệ, Namarupa Pariccheda Ñana. Tức là lúc bây giờ hành giả không có nhìn ngũ uẩn này theo cái cách thì gọi là tục đế nữa, chế định nữa, mà phải phân định danh sắc, chỉ biết danh sắc thôi. Không có dùng phân biệt đây là danh, đây là sắc. Thấy danh sắc qua ngũ uẩn thọ tưởng hành thức thì gọi là danh, mà sắc gọi là sắc uẩn, thọ uẩn tưởng uẩn thức uẩn gọi là danh, còn sắc uẩn gọi là sắc. Hoặc là thấy danh sắc qua 12 sắc, ý xứ và pháp xứ tâm sở thuộc về danh, còn nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ 16 sắc tế, thì thấy vậy là sắc. Thì đó cũng là thấy danh sắc. Một trường hợp thứ ba là thấy danh sắc qua 18 giới. Ở đây nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới, pháp giới thuộc về thọ tưởng hành đó,
hay là pháp giới tướng sở, thọ tưởng hành, thì bảy giới rưỡi đó thì chúng ta gọi là danh. Còn nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, sắc giới, tình giới, khí giới, vị giới, xúc giới và pháp giới mà thuộc về sắc tế thì chúng ta gọi là mười giới thô, mười giới rưỡi này nó thuộc về sắc. Chúng ta cứ lúc ban đầu hành giả tu tập thật ra thì phải tạo cho mình cái thói quen cho thuần thục ở chỗ là chúng ta cứ phân biệt trên sắc đi. Thật ra thưa quý vị, chúng ta tu tập thiền quán không phải là khó đâu, nhưng mà vì chúng ta theo quá nhiều cái trường phái tu tập, mà vị hướng dẫn kiểu này, vị hướng dẫn kiểu kia, rồi cái tự nhiên chúng ta cảm thấy rối. Hoặc là chúng ta khi mà ngồi nói chuyện đàm luận với nhau, chúng ta là bàn bạc cái này đúng cái kia sai cũng vậy, thì cái trường hợp này rất là nguy. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta cũng ý chí sau khi giữ giới trong sạch rồi, cái tâm chúng ta định tĩnh được rồi, không có bị ngủ gục, không có bị phóng dật nhiều, cái tâm có thể chú tâm được đó. Thì bây giờ chúng ta bước qua cái việc của chúng ta phân biệt danh sắc trước đi, rồi kiến tịnh, rồi qua cái giai đoạn khác đó, là sau khi phân biệt được danh sắc, chúng ta phải tu tập về hiển duyên danh sắc tuệ, tức là nama rupa paccaya parikkhana ñana, tức là chúng ta phải nghiệm ra cái duyên sanh danh sắc. Thấy danh sắc không cũng chưa đủ, và chúng ta phải nghiệm ra coi cái gì sanh ra danh sắc này. Tướng thực là đoàn thực, xúc thực, tư định thực, thức thực, nó trợ cho danh sắc sinh khởi. Hoặc nghiệm ra căn cảnh, thức và nghiệp là duyên trợ cho danh sắc. Hoặc là nghiệm ra y tương sinh là duyên sinh ra danh sắc. Cái này phải học, phải học thôi thú vị. Mà tạo cái sự vui trá, tức là cái sự dạng diễn thương cảm đó, để mà đi, để mà hành trong đường thiên con đường giải thoát, thì trong bốn pháp đó gọi là tạo sa chát đa văn. Khi một người mà học nhiều hiểu rộng, gặp cái hoàn cảnh nào chúng ta đang tu tập còn gặp cái gì trục trặc trở ngại là chúng ta cũng biết hết, chúng ta biết phải giải quyết như thế nào, phải nghiệm như thế nào. Cho nên cái này cũng dễ lắm thưa quý vị, không có khó đâu. Và chúng tôi thường nói chuyện cái kiểu đó, đó cho nên Hòa Thượng Giới Đẳng hay cười chúng tôi hoài, cái gì chúng tôi cũng cho rằng dễ. Thật ra đó, khi mà chúng ta học hiểu Phật pháp nhiều rồi đó, chúng ta chỉ cần có cái sự tinh tấn nỗ lực, không có giải đãi gọi là appamada, không có giải đãi, thì lúc bây giờ chúng ta tu tập cái gì cũng được. Còn khi mà chúng ta biết nhiều nhưng mà chúng ta sống, chúng ta bị giải đãi chút xíu, dễ vui chút xíu,
chứ có sự dễ vui, có sự giải đãi, không có chuyên chú, thì chúng ta không bao giờ có thành công, có kết quả được. Cái đó mới là cái khó. Còn khi mà chúng ta có sự chuyên chú rồi thì không có chuyện gì nữa mà chúng ta giải quyết không xong đâu. Chuyện gì chúng ta cũng giải quyết được. Như Đức Phật hay dạy rằng, sau một đêm sáng tinh sương, hễ mà chúng ta nhìn chung quanh cái chỗ, cái hướng nào, cái chỗ nào mà nó ứng sáng cái arunukkamana, tức là cái vầng hồng hay là bình minh lốt dạng, thì chúng ta phải biết rằng mặt trời chắc chắn sẽ mọc ở chỗ đó. Cái đó là cái dấu hiệu, thưa quý vị, dấu hiệu. Cũng như một người họ có cái pháp appamada, tức là cái pháp chuyên cần, không có giải đãi, thì cái người đó họ sẽ có cái dấu hiệu là tuệ phát sanh được. Nó không có, nó cái đó là cái dấu hiệu. Cũng như cái phần hồng bình minh là cái dấu hiệu của mặt trời mọc dậy. Một cái điều mà chúng ta phải hiểu rằng là khi mà hành giả niệm ra được cái chỉ duyên trợ danh sắc, thì hành giả lúc đó không còn cái sự hoài nghi. Tại sao hoài nghi? Con người của chúng ta đó, hoài nghi là tại vì chúng ta không biết tại sao nó có, tại sao cái thân danh sắc này có, cho nên chúng ta mới hoài nghi. Còn khi mà người ta khám phá được cái duyên trợ ra danh sắc, thì lúc bây giờ cái sự hoài nghi đó nó biến mất, cho nên mới gọi là cái giai đoạn này gọi là đoạn nghi tịnh. Rồi thưa quý vị, hết cái giai đoạn đoạn nghi tịnh đó, thì chúng ta qua một cái giai đoạn khác gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Vô tiết, à mắc vô tiết. Ngàn Adasana là cái tri kiến. Đây là con đường đưa đến giải thoát hay là chánh đạo. Còn đây là không phải con đường đưa đến chánh đạo, thì như gọi là đạo phi đạo. Chữ phi đạo ở đây Amakvo không phải là con đường. Chữ con đường ở đây đây là chúng ta phải hiểu là bát chánh đạo hay là con đường chính. Khi mà chúng ta đi ở trên một cái con đường mới mới mẻ, người ta cho cái địa chỉ không rõ ràng, hoặc là địa chỉ đến không rõ ràng, hoặc là chúng ta chưa từng đến cái con đường, cái địa chỉ đó, cho nên khi mà chúng ta chạy xe tới ngã ba ngã tư đường thì chúng ta bắt đầu có cái sự phân vân. Chúng ta có cái sự phân vân là không biết con đường này đi thẳng hay là rẽ hay là rẽ trái. Chúng ta có sự phân vân. Chừng nào mà chúng ta đã vượt qua được cái sự phân vân đó, tức là đoạn nghi rồi đó, thì lúc bây giờ là chúng ta xác định, à, phía bên trái là con đường mà đi đến mục đích của ta, còn phía bên phải hoặc là đi thẳng phía trước xem như là không phải con đường đến cái mục đích của ta. Chúng ta xác định rõ ràng như vậy,
Cũng vậy, sau khi hành giả mà đoạn được cái sự nghi hoặc, đoạn được cái sự hoài nghi, thì lúc bây giờ nó sẽ phát sinh cái tri kiến, gọi là phân biệt được thế nào là đạo, thế nào phi đạo, thế nào là con đường và không phải con đường. Nhưng mà ở đây nếu mà nói theo lý thuyết đó, thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà vị hành giả phải có một cái sự lựa chọn. Bởi vì khi mà sinh khởi cái tẩm sắc tuệ rồi sanh á nhanh á, tức là tùy quán vô thường, tùy quán khổ não, tùy quán vô ngã, gọi là tẩm sát tuệ. Samasana. Chúng tôi gặp cái từ này ở đâu á, chữ Samasana nhà nó, gặp từ này ở đâu thì chúng ta phải biết đó là tùy quán vô thường, khổ não, vô ngã. Phải biết như vậy mới được thương. Tẩm sắc tuệ sinh khởi rồi thì bây giờ hành giả bắt đầu đạt đến cái tuệ kế tiếp gọi là sinh diệt tuệ upajjhana ñana. Thì upajjhana ñana nó tới hai cái giai đoạn. Nhưng mà cái giai đoạn đầu á, cái giai đoạn Tarunik Lê Giác rồi Giáp Giác Nhà Ná là cái giai đoạn là tuệ sanh diệt nó còn yếu, tuệ sanh diệt còn yếu. Cho nên cái giai đoạn này nè, mà mới vừa nhập cuộc cái tuệ này thì thưa quý vị, nó bắt đầu phát sinh lên cái niềm tin điệp hoặc là ánh sáng hoặc là sự tinh tấn vân vân. Ánh sáng tuyệt tuệ quan hỷ yên tịnh an lạc sắc chính, sắc tính phần giống cường niệm xả nhiên và khát vọng. Thì trong lúc đó những cái này thật ra nó là cái ấn tượng tốt á, ấn tượng tốt á. Nhưng mình không may là lúc đó nó làm cho vị hành giả có thể bị ngộ nhận rồi dừng lại. Ngộ nhận rồi dừng lại. Giống như một người chưa biết đường, ở quê mới lên thành, chưa gì hết, biết đâu qua khỏi cánh đồng, đi vào một cái con đường, một cái đại lộ, bắt đầu thấy có nhà cửa san sát, nhà cao cửa rộng, con người ta đông đúc, ồ nghĩ rằng là ta đến trung tâm thành phố rồi. Nhưng mà thực ra đó, cái đó chỉ mới là cái vòng ngoài thôi, cái ven, cái ngoài ô, mới đi rồi cái ngoài ô, chứ chưa có đi vào trong trung tâm thành phố đâu. Cho nên 10 cái tùy phần phiền não này phát sinh lên, thì vị hành giả ngay trong lúc đó, nếu như là vị hành giả có cái trí tuệ bén nhạy hơn một chút, là khi có ánh sáng phát sinh, có phiền não phát sinh chỉ biết là ánh sáng, cái này nó là sẽ là vô thường, bí hoại, cứ suy nghĩ về để vượt qua, chứ đừng có mê luyến cái gì đó. Chúng ta dừng lại ở chỗ đó là chúng ta bị mắc kẹt. Như Pháp Cú Kinh Đức Phật này có dạy rằng là Kim Phu Bá Măng Ca Gia Bi Măng Quý Địa Toa Na Cà Rù Bá Măng Chị Tâm Bí Đăng Tháp Bê Tạng Vô Thề Đá Quay Nhà Vô Thề Đá Người
anh đang khơi giới. Dương là anh đang vasana, vasano, no vasano, tức là biết thân như bình, nó dễ nhẽ lắm, giữ cho như thành, tức là phải cố thủ, dùng gươm trứng để mà chiến đấu với ma, với phiền não ma. Hãy giữ chiến thắng nhưng mà không có dừng lại, tức là không có kêu, thắng không kêu, thắng không kêu, tức là không có dừng lại. Mặc dù mình đạt đến cái sinh diệt tuệ đó, thì kẻ dư lường bị hành giả khá lắm rồi, nhưng mà đến chỗ này thì tự nhiên cái ánh sáng nó phát sinh, cái bắt đầu có cái sự dính mắt, ngộ nhận nghĩ rằng ta đắc đạo quả rồi, bắt đầu vỗ ngực xưng tên. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp bị dậm chân một chỗ, dậm chân tại chỗ. Cho nên ở cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà khó lắm. Đến qua cái lộ tri kiến tịnh đó thì bắt đầu vì hành giả mới tiếp tục cái sinh diệt tuệ đó, làm cho nó mạnh thêm, gọi là ba la mú, là dấp giá nhà nát, là cũng là sinh diệt tuệ, nhưng mà sinh diệt tuệ lúc bây giờ cái tri kiến, cái trí tuệ và thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc, biết như vậy, dầu cho có khởi lên ánh sáng hay là cái niềm tin liệt vân vân, hay là cái sự an lạc phơi phới ở trong lòng, cũng bỏ qua, cũng vượt qua chứ không có bị dính mắc, thì đi đến giai đoạn này là cái giai đoạn tốt, giai đoạn mạnh. Nhưng mà quý vị nhớ thế này nè, đạt được cái sinh diệt tuệ cũng không phải là đơn giản đâu. Bởi vì tại sao đó của kinh Đức Phật này có dạy cái câu như thế này: dù cho quá sa tăng chi về à phá sanh u đề chất thời gian e ca hàng chi về tăng sẽ vũ đó sẽ tu u đề chất thời gian. Người sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không được sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Rõ ràng là ở đây đó, khi chúng ta tu thì và chúng ta được đến cái gọi là Udayavijja, Udayavijja là có giá, gọi là Udayavijja nhà ná, những cái tuệ đó không phải đơn giản. Nhưng mà nhớ, nếu mà chỉ mới cái đạt đến lúc được khởi đó, thì coi chừng là chúng ta bị ngộ nhận, bởi vì nhiều thứ hấp dẫn quá làm cho chúng ta phát lên cái ánh sáng, làm cho cái lòng sắc tính của chúng ta mạnh mẽ lên, cái sự tinh cần nỗ lực tinh tấn lên. Có những người bình thường họ hành thiền thì ngồi chút mà họ bị đau lưng, hoặc là ngồi chút là họ bị tê chân, họ khó chịu lắm. Nhưng mà khi họ đạt đến cái mức độ tu tập cao như là sanh diệt tuệ đó, thì thưa quý vị, lúc bây giờ tự nhiên họ cảm thấy họ khỏe, người họ ngồi có thể ngồi một tiếng hai tiếng đồng hồ được, không sao hết, không thấy đau, không có gì, không thấy tê nhất, để họ cho rằng là ta đã chứng đạo quả rồi. Cái trường hợp này rất nguy hiểm luôn, nghĩa là chưa đâu, chúng ta mới phải đi lượng trình thôi. Khó lắm, công phu, công phu. Nhưng mà biết rồi thì chúng ta cũng không phải là khó. Rồi bây giờ sau khi mà chúng ta đã đi qua được cái sanh diệt tuệ đó, là bắt đầu chúng ta mới tiến đến cái này chúng tôi nói tóm tắt thôi: ngoại tán
tuệ, trí tuệ, chữ nguy hại tuệ. Ai đi nó quá nha, nó nguy hại chứ không phải nguy quại nha quý vị. Ở trong bài của chúng ta, nếu chữ nguy hoại, H-O-A, sai chính tả thì nguy hại. Nếu ly thì không có thay đổi, nhưng mà trong cái tiếng Việt chúng ta dịch ra thì tùy theo dịch, tùy theo vị dịch giả. Như là chữ phân cái nhà ná, chúng tôi xài chữ hoại tán tuệ, nhưng có chỗ thì dịch là diệt một tuệ. Chữ ngộ quá nó cũng có nghĩa là hoại, như chúng ta nói mai một, mai một. Cho nên chữ Hán, chúng ta dùng chữ Hán để mà dịch chữ Bali thì có nhiều chữ lắm. Còn chữ kinh quý tuệ phải nha ná là tuệ sợ hãi. Chúng tôi thường thí dụ ở trong cái giai đoạn này như thế này: hoại tán tuệ, kinh quý tuệ thấy sự sợ hãi, thấy sợ hãi. Nguy hại tuệ thấy nguy hiểm, ý muốn tuệ thấy nhàm chán, dục thoát tuệ là muốn thoát khỏi. Giảm trạch tuệ là bắt đầu hồi quán trở lại tâm tướng. Rồi hành xả tuệ là tâm bình thản, cái thái độ vững dưng. Thì ở đây, ở trong thinh tạo, thinh tịnh đạo, ví dụ về cái những giai đoạn này, thí dụ một cách đơn giản thế này: nông dân họ cầm cái nơm họ đi bắt cá, họ chụp cái nơm xuống, họ thò tay vào, họ vơ nhầm một cái con rắn. Họ không hiểu, người tưởng đâu là con cá kẹt ở trong cái nơm. Ngờ đâu họ nắm được cái đầu nó, nắm được cái cổ, họ kéo lên. Họ kéo lên khi mà họ phát hiện ra rắn độc. Đây là vô thường, nó vô ngã. Khi thấy vậy thì bắt đầu họ sợ hãi. Tại sao họ sợ hãi? Là vì họ thấy nguy hiểm. Ai đi nó quá, họ thấy nguy hiểm rồi thì họ ghét. Gọi là ý bố, Nipida. Và lúc đó cái người nông dân này họ muốn thoát khỏi con rắn, không muốn tay của họ chạm nhận con rắn đó. Cho nên anh ta mới nắm cái, một tay nắm cái cổ rắn, còn tay nắm cái đuôi. Rồi anh ta buông cái tay nắm đầu, anh ta quay tích để lên trên để cho con rắn nó không có thể nào nó quay trở lại được. Và khi nó quay trên đầu á thì anh ta buông tay ra, thì rắn bay ra xa. Khi đó thì anh ta mới lấy lại bình tĩnh, gọi là giảm tịnh trạch tuệ. Rồi khi anh ta lấy lại bình tĩnh thì lúc bây giờ tâm của anh ta hết sợ hãi, anh ta bắt đầu bình thản, gọi là hành xả tuệ, vân vân. Cái thí dụ đó để cho chúng ta hiểu được cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà vị hành giả phải nói là rất chật vật. Chắc có lẽ là khi nào mà chúng ta có sự thực hành qua cái tuệ minh sát đó, thì chúng ta mới qua đến cái những cái giai đoạn chúng ta mới biết được thôi. Còn bây giờ thì ở đây mình chỉ dựa vào trong kinh điển, trong cái sự lý giải của các ngài,
Điều trước các bậc tiền bối mà chúng ta nói thì chúng ta chỉ có cái trí tuệ chúng ta hiểu lờ mờ cái sự kiện nó là như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta còn đang học mà. Chúng ta còn đang học thì chúng ta biết vậy chứ. Đến trường lúc trên chúng ta thực hành thì chúng ta khỏi cần phải nhớ, khỏi cần phải nhớ cái việc học này. Ngay trong lúc đó chúng ta cứ thực hành trên đúng cái đường lối như vậy thì nó sẽ trải qua, nó sẽ trải qua hết, không sao cả. Cũng giống như một người mà uống thuốc để trị bệnh, có những cái bệnh độc cho thuốc uống thì nó phải có những cái phản ứng phụ. Bác sĩ họ cho chúng ta biết để chi? Để chúng ta khỏi phải hốt hoảng lo sợ thì chúng ta dừng lại cái việc uống thuốc nửa chừng. Chứ thật ra thì bác sĩ không dặn khi mà chúng ta uống thuốc đó, uống thuốc đúng liều, đúng liều thì chúng ta vẫn phải trải qua những cái giai đoạn mà phản ứng phụ đó. Nhưng không sao, đã trải qua được những giai đoạn đó rồi đó, hết phản ứng phụ thì lúc bây giờ cơ thể chúng ta sẽ khỏe lại, bởi vì thuốc nó đã diệt trừ cái mầm bệnh rồi, cái vi trùng bệnh rồi. Cái việc tu tập của chúng ta cũng vậy, chúng ta cứ thực hành đúng theo đó. Hễ mà chúng ta thực hành đúng theo đường lối đó rồi đó, thì trên cái đoạn đường nó có dần sức như thế nào thì chúng ta hãy cố gắng kiên nhẫn mà chúng ta vượt qua, rồi nó cũng sẽ đi đến đích thôi. Thưa quý vị, đi đến đích thôi, không có gì chúng ta phải lo ngại, phải e ngại. Nếu như con đường tu tập binh sát đó mà nó trở ngại, nó làm cho mình bị điên loạn hay là mình chết, thì như vậy Đức Thế Tôn Ngài không có dạy cho chúng ta những cái phương pháp mà tu tập về tứ niệm xứ đâu. Chúng ta cứ yên tâm. Rồi thú vị, bây giờ chúng ta cuối cùng là chúng ta đạt được cái tri kiến tịnh. Cái giai đoạn tri kiến tịnh này là giai đoạn mà lấy niết bàn làm cảnh. Cái cô Trắc Phu là chuyển tộc tuệ cũng lấy niết bàn làm cảnh. Mặc dù thực chất thì vua Trắc Phu cái tâm chuyển tộc đó nó vẫn là cái tâm thiền dụng giới hợp trí, vẫn là tâm thiền dụng giới hợp trí, nhưng mà đã lấy niết bàn làm cảnh rồi, đỡ tuệ quá tuệ, đương nhiên là lấy niết bàn làm cảnh, bởi vì là cái tâm siêu thế. Rồi chuyển sang cái chuyển thực tuệ đó, ở cái thắng tuệ là sau cái việc đó, sau khi mà chúng ta đắc đạo quả, sau khi một vị hành giả đắc đạo quả rồi thì lúc bây giờ sẽ đến cái lúc mà vị đó hồi vấn lại những cái tâm đạo quả mà đã chứng như thế nào, như thế nào. Thì nó là bảy tịnh với 16 tuệ minh sát. Bảy tịnh với 16 tuệ minh sát. Thì ở trong này đó, giải thích về đạo tuệ đó, giải thích bốn thứ trong đạo. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, đạo tuệ, quả tuệ nó phải đi cùng với nhau. Phải đi cùng với nhau có nghĩa là không phải nhất sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo rồi mới đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, không phải vậy. Mà đạo tuệ, quả tuệ
anh một thực tế sinh khởi ở trong một lộ tâm đắc đạo. Thí dụ như cái lộ tâm đắc đạo đầu tiên thì đạo tuệ là tu được quần đạo, thì quả tuệ phải tu được quần quả. Rồi cái sau đó cái vị tu được quần đó tu tiến đắc được những đạo tuệ nhị quả tuệ là tư đà hàm, đạo tư đà hàm quả. Rồi sau đó cái vị tư đà hàm với tu tiến đắc được tam tuệ, tam quả tuệ. Rồi vị a na hàm đó tu tiến mới đắc được tứ đạo tuệ, tứ quả tuệ, tức là a la hán đạo, a la hán quả. Thì như vậy chúng ta nhớ từng tập sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Còn ở trong bài của chúng ta thì giảng về sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo, xong rồi mới đến quả tuệ là sơ quả nhị quả tam quả tứ quả. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là đắc bốn đạo xong rồi mới đắc bốn quả, không phải vậy. Đắc đạo nào thì sẽ chứng quả nấy, đạo nào chứng quả nấy. Và đạo tuệ quả tuệ sanh khởi tiếp nối với nhau bằng cách gọi anantara với tư giá là vô nhân duyên. Chúng ta nhớ vậy. Từ khi mà đắc đạo sơ đạo sơ quả là vị đó trở thành một bậc được gọi là bậc tu the world sơ tam bát tiết, tức là đã diệt trừ thân kiến và nghi với pháp thủ. Vị này dầu chậm lắm cũng không có luân hồi, không có sanh lại cõi dục giới này quá 7 lần, cho nên gọi là bậc thất lai. Nhất là khi mà đắc đạo quả tu đồ quần rồi thì đã tuyệt trừ luôn cả cái miễn lực phiền não mà đưa đến đọa xứ. Vị tu đồ quần bao giờ tái sanh xuống khổ cảnh, thưa quý vị. Chúng ta học cái điều này đó, chúng ta phải nhớ là giữa kinh trạng và thắng pháp đó, nó có cái sự liên quan với nhau. Quý vị muốn bị học cho rõ này, quý vị tụng cái bài kinh Ratanasutta, kinh Tam Bảo, Yani Thất Vô Tá, Yani Thất Vô Tá Lý, thì chúng ta đọc ở trong cái bài đó đó thì chúng ta mới biết rõ bốn bậc tu được quần tứ đà hàm. Cho nên đối với các bậc thánh thì có một cái đặc điểm mà chúng ta phải hiểu rõ, chứ không phải là cái chỉ còn là cái danh tính, giống như là cái chức vụ để mà tấn phong, đâu phải là cái chức vụ tấn phong. Rồi khi mà đắc được đạo tuệ quả tuệ nhị đạo tâm nhị đạo nhị quả thì gọi là bậc tư đà hàm, rồi thánh tư đà hàm. Bậc thánh tư đà hàm này là mũ lược hai cái phiền não dục ái về sân, sân độc. Do đó cho nên vị này được gọi là bậc nhất lai, dù cho có còn dù cho hiện tại chưa đắc qua la hán đi nữa thì có tái sanh lại cõi dục giới này cũng chỉ một lần thôi. Rồi khi mà đắc được tam đạo tuệ, tam quả tuệ, đắc tam đạo tam quả thì được gọi là bậc a na hàm. Giữa a na hàm đọc âm chứ là bậc bất lai, là không còn tái sanh lại cõi dục giới nữa, chỉ tái sinh được khỏi sắc giới rồi viên tịnh đi vào ở đó. Rồi khi đắc được tứ đạo tứ quả đó thì vị đó sẽ diệt trừ được năm thượng phần kế xử lại sắc hư vô sắc ngã không vật và vô minh. Thì đắc được tứ đạo tứ quả thì vị đó gọi là bậc thánh a la hán. Anh gọi là bậc thánh a la hán thì vị đó
sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác, đó là sự giải thoát vậy. Thì bài học của chúng ta kết thúc cái giáo trình tác yếu ở Trì Đàm trong cái chương thứ 9, mà nói về nghiệp xứng. Các bác thân nói là đề mục thì chỉ về đề mục thiền quán. Ở trong đề mục thiền quán đó, cuối cùng là chúng ta đề cập đến Thức Định và bốn hạng thánh nhân. Thì bài học chỉ có đến chừng đó thôi thưa quý vị. Học để cho biết đi. Rồi khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ trải nghiệm bằng cách là chúng ta tự trải nghiệm, tự thực chứng bất chấp tăng quy đi tất vô quy quý. Giáo pháp này được tự thân chứng nghiệm bởi người trí. Người trí tự thân chứng nghiệm. Còn khi mà chúng ta học, còn học để cho biết gì, chứ không phải chúng ta học đây để mai mốt chúng ta áp dụng, chúng ta thực hành rồi chúng ta cứ móc theo, chừng nào đắc đạo quả tu đạo quần cả, chừng nào đắc đạo quả tu đạt, chúng ta cứ dẫn móc cái đó thì chúng ta không có chứng được cái gì. Cứ việc chúng ta cứ nương vào danh sách, thấy danh sách, thấy duy danh sách, rồi chúng ta quán vô thường khổ não vô ngã đối với danh sách. Rồi lúc bây giờ cái tâm trạng thái tâm lý chúng ta nó khởi lên như thế nào, chúng ta ghi nhận như thế đó. Đến khi chúng ta diệt trừ được phiền não tham sân si thì lúc đó chúng ta chứng đạo quả thôi, chứ không có gì. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bao nhiêu, bây giờ thì còn lại 15. Xin kính thỉnh và thượng giác đẳng đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Như là thượng giác đẳng đi bác sĩ rồi, không công nhận. Như vậy bây giờ, hôm nay rất quan hệ có thượng tọa Tề Quyền. Thượng tọa Tề Quyền chắc có lẽ là thượng tọa mới đi xa về, cho nên nhưng mà thượng tọa vào rung thì cũng quan hỷ. Xin thỉnh thượng tọa giúp cho cái phần sau, còn 15 phút nữa xin thượng tọa nói sơ về bậc đạo quả ở trong Phật giáo, là những cái quả chứng. Tu tập để đưa đến sự giải thoát. Chúng tôi cũng hơi mệt, cho nên chúng tôi xin thượng tọa giúp cho phần này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, mô Phật, dạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Phật Chánh Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tự Siêu. Từ tổng hành đại đức Tiểu Tri đại đức Tiểu Đức cùng cùng sư tăng đang hiện diện tại nhà nước quý tôn cùng cho Phật tử. Dạ, kính thỉnh sư phụ đi nghỉ đi. Nếu mà nói về bốn cái tầng đạo quả đó thì con sẽ nói và sẽ kết thúc cái thời gian của lớp học. Dạ, kính thỉnh sư phụ đi nghỉ sớm. Dạ, kính bạch quý ngài cùng toàn thể quý vị, chúng ta biết là dạ kính sư phụ một đêm an giấc. Có thể nói rằng là khi chúng ta tu tập á, thì chúng ta tiến đến, chúng ta thành tựu bốn cái tầng đạo quả là mục đích cuối cùng. Một cái tầng đạo quả thứ nhất đó chính là Sotapatti, tức là sơ đạo, hay là chúng ta gọi là sơ quả. Khi chúng ta nói đến sơ đạo
cái quả vị sơ đạo cũng được, mà chúng ta nói đến quả vị sơ quả cũng được. Nhưng điều nó có người sơ đạo, có người sơ quả thì đó mới tính từ sát na. Ở đây nói theo cái tầng của đạo quả đó, thì chúng ta chỉ nói bốn tầng đạo quả. Tức là khi tới người ta nói tứ sông bát bối, tức là sơ đạo sơ, đó là một sông, hai sông, ba sông. Bát bối ở đây cũng nghĩa là người sơ đạo, người nhị đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người... đó là bát bối. Yeah. Thì khi chúng ta nói đến cái tầng đạo quả này, kính thưa quý vị, muốn thực hiện tới cái tầng đạo quả sơ đạo thì cũng phải ba la mật, chúng ta phải tu tập đầy đủ. Chúng ta mới chứng đắc được sơ quả, thấy ánh sáng niết bàn lần đầu tiên. Vì trừ hạ phần kiết xứ, tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Yeah. Thì đó chính là giảm nhẹ dục ái và sân lên cái tầng thứ hai, tức là tầng nhị đạo. Tầng tam đạo, diệt trừ sân. Chúng ta nhớ như vậy, tức là tam quả, diệt trừ sân, giảm nhẹ ái. Và tầng thứ tư, diệt trừ ái và coi như năm thượng phần kiến xử, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Đó đó, rồi. Thì không trầm, đó đó, tức là những cái đó là diệt trừ hết. Nhưng muốn nói ở đây là khi chúng ta có cái sự tu tập các cái thiền chứng, các cái tầng đạo quả chứng, thì chúng ta không có một cái sự chứng đắc một cách, tức là chứng một cái ào cái chúng ta chứng đắc tứ quả không có. Nhưng cả một chúng ta thấy tất cả cái hình ảnh mà trong những tích truyện, ví dụ như ngài Chúa La Ban Đa Ca lau một cái khăn thì bắt đầu ngài chứng đắc, ngài chứng đắc thánh đạo thánh quả cho tới cả tứ tuệ phân tích. Nhưng kính thưa quý vị, vẫn đi theo một quy trình của tầng như thế này, tức là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị đạo quả, tam đạo tam quả, chứ không phải là tự nhiên một cái là nhảy một cái là đến nơi liền, hoàn toàn không có chuyện đó. Mà vì ấy phải có một sự tu niệm chứng đắc một cách rõ ràng và bài bản, nó từng cấp, nhưng do cái tâm á, nó thành tựu, nó viên mãn á, chứng đắc nhanh lắm. Cũng như là một bài toán mà khi chúng ta làm vậy đó, một bài toán thí dụ giờ cộng trừ nhân chia, hay hoặc là giải tích, hoặc là phương trình, hay hoặc hình học gian vậy đó, chúng ta muốn hiểu được một cái giải tích hay giải một cái phương trình đó, thì chúng ta đã qua và hết các cái cộng trừ nhân chia. Nó phải có cái nền như vậy, chứ không phải tự động mà giải được. Tôi không có học cái cộng trừ nhân chia tôi được liền, không có chuyện đó. Mà nó phải có cái nền đó, và từ cái nền đó người ta biết qua rồi thì tạm thời ví dụ như vậy đi, chứ không phải tự động cái tôi tập tới rồi đắc liền, hoàn toàn không có. Thì phải nói rằng là đó là chính là vị tu đầu quần, thì kêu là gọi là thất lai, tức là lai sinh ở cái cõi dục giới này 7 lần, tức gọi là thất lai, tức là ở lại cái cõi dục này 7 lần, và vị ấy không còn sanh tử, chấm dứt khổ đau. Chúng ta nhớ rõ nha, lai là cõi này không quá 7 lần nữa, nhưng cái cõi lần thứ 8 phải có thể chứng đắc tam đạo tam quả, sẽ cõi ngũ tịnh cư, thì là tức là còn một kiếp nữa, nhưng không có sanh quá cái kiếp thứ 8 ở cái cõi dục này. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và khi mà nói rằng hạng thất lai thì là giữ lưu, thì ai cũng thích, tôi kệ, mình tu đến cái chỗ mà tức là đã vượt qua bốn đường ác đạo, tức là tất cả ngày không cái tại sao mà vượt thoát ra khỏi cái bốn đường ác đạo. Chúng ta phải hiểu cái vị tu đạo quần, cái thiện ác hồi vẫn còn, nhưng cái tâm ác mà đã đến rồi làm mà để mà quả gì tục đời sau sanh y mà đưa đến đọa xứ địa ngục thì không có.
tính cõi ác nói chung, địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ thì ở đâu không có. Vì ấy ở cái cõi vui thì đạt cái cảnh giới đó, ở cõi vui. Nhưng điều mà với cái quả vị chính đắc á, người ta có một cái tâm để cầu chính đắc thánh đạo thánh quả, đạt được cái tầng thánh đạo thánh tứ đạo tứ quả, chứ người ta không phải như mình nghĩ cái tâm phàm phu của mình thôi kệ mình làm sao làm, mình cố gắng mình tu chứng được tứ đạo, tu chứng được sơ đạo được rồi, có nghĩa rồi mình bảy cõi này mình đi vòng vòng cho tới cõi cuối cùng thì kiếp cuối cùng thứ bảy thì thôi mình chứng đắc thánh đạo thánh quả mình niết bàn luôn. Có nghĩa rằng con người mình dựa trên cái tham ái mình suy nghĩ như vậy. Như điều mà đối với các ngài đó, cái tâm của ngài ly dục ly ác đó, xa rời cái phiền cấu, cái truyền cấu của ngũ dục ở cuộc đời này là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc lạc, không còn cái giá trị đó nữa. Chúng ta có thể nói thật như vậy đó, không còn cái giá trị nữa. Cho nên vì vậy các vị hoàn toàn mới vượt thoát ra được. Chúng ta phải hiểu như vậy, để nhiều khi có một số người nghĩ à, mỗi kệ cho nó chắc ăn, chứ sự thật ra là cái mà người ta đạt được cái tầng thánh đó rồi thì người ta không có muốn ở lại lâu, mà người ta muốn hưởng cái lạc niết bàn mà nó cao cấp hơn. Cũng vậy, thì kính thưa quý vị, cái tầng mà nhị đạo, đây là cái tầng nó cũng chúng ta gọi là việc như giảm nhẹ cái sân, tức là cái tham cái sân của các vị thánh thánh hữu học của các ngài nó nhẹ lắm, chứ nó như mình như nó thô tháo như mình đâu. Và hôm kia cũng có một người hỏi vậy, chứ làm sao mà bữa thứ bảy có một người khi mà lúc thuyết giảng ở trong rừng, trong pháp quốc, trong bộ kinh á, chúng tôi mình vào khắp tùy duyên, có một số người ta hỏi á, tối thứ bảy á, lúc 10 giờ sau khi rừng Phật pháp mà dự pháp này kết thúc á, chúng tôi giảng ngày thứ bảy á, thì có người ta hỏi chứ làm sao mình biết được vị đó là tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Kính thưa quý vị, đó cái phàm mà xưng thánh, cái người phàm mà biết được thánh là chuyện nó không có xảy ra trong cuộc đời này. Mà chúng ta học trong kinh văn rồi chúng ta thấy được cái tánh cái sở hành của các vị nó tương tự, thì chúng ta thành kính, chúng ta xem như đó là một vị thánh. Chứ người ta chứng thánh thì người ta mới hiểu thánh, tầng thánh với nhau, tầng thánh của sơ quả hiểu được tầng thánh của sơ đạo, tầng thánh của sơ âm, tầng thánh nhị đạo, nhị quả sẽ hiểu được cái sơ quả, rồi tam quả sẽ hiểu được cái nhị quả, tứ quả sẽ hiểu được cái tam quả, hay là các cái tầng cấp ngang nhau người ta mới hiểu được cái cấp độ ngang nhau. Chứ còn tâm phàm phu của mình làm sao mà mình nói chuyện mà mình nhìn thấy vị đó là rồi tôn xưng được cái mình, rồi mình mà cái con người của mình hay có cái đặc định cái này nè, tôn xưng người đó, cho người đó là thánh, bởi vì người đó nói cái này hay quá, người đó chỉ cái này hay quá, thì tất cả cái đó là không có đúng. Mà sự thật ra chỉ có người cùng cơ cùng cấp thì hiểu được cái cơ tánh và cái cơ năng của nhau. Cho nên vì vậy cái tầng nhị đạo này giảm nhẹ dục ái và sân, thì sự thật ra cái tầng nhị đạo này chúng ta khó có nói là nó là các ngày sanh lại ở cõi dục này bao nhiêu, nhưng cõi chúng ta gọi là cõi tứ đà hàm á, thì để mà bao nhiêu lâu nữa thì cái điều này thì chắc chắn rằng các ngài rất là nhanh, rất là lẹ.
cũng như cái khổ cái đối vị Tu Đà Quần thì vị này chỉ sanh lại một lần thôi. Và một lần đó sẽ đạt được cái đạo quả, tức là cái bậc Bất Lai thanh tịnh, bậc Dự Lưu, dù rằng chưa đoạn tuyệt bảy cái kiết sử, nhưng cái Dự Lưu á thì cái gọi là cái ái triền và a cái và phân nộ triền thì làm suy yếu nhẹ đi cái tánh ái sâu hơn với các bậc Dự Lưu, đúng vậy, nó nhẹ hơn nhiều cái ái và cái sân nó rất là nhẹ. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, ở cái cõi dục này á, các vị mà dẫu cho là thánh tứ, các vị thánh hữu học á, các ngài không có yêu thích gì hết. Cái đó là thật như vậy đó. Nếu mà có thể cao hơn các ngài về các cõi thiền kìa, thì cái quả vị đó đó đối với các vị thiền chứng như tam quả tứ thiền, sanh về cõi ngũ tịnh cư đó. Đã khi mà thì cái cõi Nhất Lai đó, tức là còn một lần ấy sanh nữa, như cõi cái vị Tứ Đà Quần, Tứ Đà Hàm, thì một lần ở cõi dục giới này là các ngài có thể về cái cõi ngũ tịnh cư. Nhưng về cội và cũ tinh cư chứng đắc tới tam quả thì các ngài chỉ còn một lần tái sinh nữa là Nhất Hoàng đó, một lần nữa chứ không có nói là dục giới nữa. Thì ở cõi, ngay cả cõi mà chúng ta gọi là cõi sắc giới, mà cõi sắc giới đó, cõi sắc giới ngũ tinh cư đó, chỉ nằm ở chỗ đó đó, và các ngài thành tựu và chứng đắc Niết Bàn diệt trừ tại đó luôn. Mà còn cái vị mà chứng đắc thánh đạo thánh quả thì lúc đó nó diệt trừ tham. Cái cô tam quả, cái tham nó rất là vi tế, nhưng vẫn còn tham. Và cho tới người sơ đạo, tức là người tứ đạo, thì mà lúc đó diệt trừ hoàn toàn. À, coi như là tham, rồi tới thượng phần kiết sử, đó là chúng ta nhớ, tức là thượng phần kiết sử đó chính là dục ái sân, rồi ngã mạn, vô minh, phóng dật, hỗn trầm. Thì đó chính là cái mà chúng ta gọi là thượng phần kiết sứ. Bởi cho nên là 10 kiết sứ được diệt trừ một cách hoàn toàn. Mà khi như thế thì các ngài không còn sanh tử, không còn khổ đau ở trong cuộc đời này nữa. Chúng ta nhớ như vậy, không còn trở lui cái trạng thái này nữa, đó chính là cái sự tu tập một cách viên mãn. Và có thể nói cái tầng mà vô học đó thì các ngài, mà sau đó thì các ngài vô giới y Niết Bàn. Và vô giới y Niết Bàn á, tức là cái trạng thái của cái vị sanh tử, không còn cái khổ đau ở trong cuộc đời này. Thì ở trong cái bài học á, ở đây nó có chỉ là 6 hạng bậc A-la-hán, tức bậc A-la-hán tính giải thoát. Đây là bậc A-la-hán không có thiền, nhờ chỉ tu tập quán mà thành tựu. Còn bậc A-la-hán có tuệ giải thoát, tức là A-la-hán thiền khôn, thiền ước, mọi người trước kia có chỉ như vậy đó, tức là đây bậc chứng không có thiền nhưng nhờ tu quán thì vị ấy chứng đạo thánh quả. Còn a la hán là câu phần giải thoát á, thì có chứng thiền và có chứng đắc đạo quả. Dạ, đó như vậy. Còn bậc a la hán tam minh, vì a la hán này á, chứng đạo, chứng thiền và chứng cả túc mạng minh, sanh tử minh hay lậu tận minh. Còn a la hán lục thông là vị này chứng đắc đạo quả, chứng thiền, chứng sáu thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông. Và vị a la hán được đạt được tứ đạt thông á, tức vị a la hán này vừa khi chứng đạt đạo quả, đồng thời tích thì phân tích, tức là pháp đạt thông, nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và biện tài đạt, thì đó là những cái tầng thánh của tứ quả. Thì kính thưa quý vị, nói đến cái tầng thánh của các bậc hữu học và của các bậc vô học, đây là những tầng thánh mà đã được tu tập một cách viên mãn theo từng cấp độ. Và chắc chắn rằng tất cả chúng ta nếu muốn đi về đó, nếu muốn thành tựu như thế, thì là chúng ta phải mài công dù dũa trên cái pháp độ ba la mật để chúng ta thì chúng ta thành tựu được. Cảm mong tất cả chúng ta được an vui, được tấn hóa trong Phật Pháp. Chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Bố Thích Thâm Á vào ngày hôm nay là cái ngày
ngày thứ hai đến đây được hoàn mãn. Nên xin kính đỉnh lễ tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng và thân chào đến toàn thể quý vị tu nữ cũng như chư Phật tử. Mong tất cả chúng ta được an lành, được hạnh phúc một ngày. Và chương trình vào ngày mai như giờ thường lệ sẽ là chương trình của ngày mai, tức là chương trình của Tiểu Bô Kinh, và chúng tôi là người đảm trách. Dạ. Kính đảnh lễ quý ngài và thân chào tội tử quý vị. Mong gặp lại ngày mai như giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ. Mời chư chúng hôm nay lên để kinh về hoàn mạng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con tôi nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong đường thành kính tri ân Thiện Tạ Tuệ Quyền đã điều khuyết phần sót trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đông rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật. Để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm. Kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy, và con kính tri ân sư. Và đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy. Ma ye cha ta na cha nan ti deva nan tu a di me ca yum na.